Rất vui khi gặp lại các khán giả của Gia Bảo Luxury trong chuyên mục review đồng hồ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đặt lên bàn cân để so sánh hai mẫu đồng hồ, đó chính là Richard Mille RM023 và đồng hồ Custos. Sáng tạo là nhân tố thiết yếu cần có trong làng chế tác đồng hồ cơ ngày nay. Và để có thể cạnh tranh với những thương hiệu đồng hồ tên tuổi khác thì các thương hiệu trẻ tuổi cần sự sáng tạo từ khâu thiết kế, chế tác cho tới khâu quảng bá sản phẩm tới tay khách hàng. Có những nhà sản xuất đồng hồ không đi theo con đường truyền thống mà tự mình vạch ra một chiến lược riêng và rồi họ thật sự thành công. Richard Mille hiện đang được biết đến là nhà sản xuất đồng hồ đẳng cấp xa xỉ với việc tung ra những mẫu đồng hồ luôn tính từ hàng chục ngàn USD đến hàng trăm hay hàng triệu USD nếu đó là phiên bản giới hạn. Richard Mille cũng chính là tên của người đàn ông sáng lập thương hiệu. Năm 1999, thương hiệu này đặt nền móng đầu tiên và 2 năm sau cỗ máy đầu tiên ra đời. Sự sáng tạo của Richard Mille được thể hiện qua chiếc RM001 Tourbillon đầu tiên của hãng. Thương hiệu đã lựa chọn tính năng tourbillon siêu phức tạp để mở màn con đường chinh phục đỉnh cao chế tác của mình. Mẫu đồng hồ này có dáng vỏ tourneal và chỉ có 17 chiếc được sản xuất trên thế giới. Chỉ riêng tourneal làm nên sự thành công cho Richard Mille. Thực tế thì không phải như vậy. Giới mộ điệu trầm trồ về những sáng tạo của Richard Mille khi hãng cố gắng ứng dụng những kỹ thuật phức tạp vào bên trong bộ máy của RM001 để từ đó tạo tiền đề phát triển vô vàn những cỗ máy đếm thời gian độc đáo về sau. Ví dụ như trên chiếc RM001, hãng đã tích cực sử dụng kỹ thuật phủ PVD màu đen, điều khá hiếm có tại thời điểm lúc đó, nhằm mục đích là bôi trơn, bảo vệ các bộ phận máy tốt hơn, hay là mạ rhodium cũng tương tự như vậy. Và cũng là một nhà sản xuất được đánh giá cao về tính sáng tạo, Custos lại ra đời muộn hơn vào năm 2005 bởi sự hợp tác của hai người đàn ông là Sassoon Shermax và Antonio Terranova. Có lẽ vì ra đời muộn màng hơn, cùng với cả hai còn khá kín kẽ trong chiến dịch quảng cáo, mà hiện tại thì tên tuổi Custos vẫn còn rất khiêm tốn trong ngành công nghiệp đồng hồ. Thương hiệu này mở màn bằng dòng đồng hồ 2 múi giờ được gọi là Twin Time. Và trong nhiều diễn đàn hay cộng đồng về đồng hồ quốc tế, mỗi khi một bài viết nhắc tới đồng hồ Custos là có không ít nhiều những bình luận sẽ nói liên quan đến Richard Mille. Vậy điều gì khiến cho hai thương hiệu này hay được nhắc đến cạnh nhau? Hãy cùng tìm hiểu câu trả lời thông qua hai mẫu đồng hồ RM023 và Custos Challenge Twin Time CTT AGIA hiện có mặt tại Gia Bảo Luxury trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ phải thốt lên rằng chúng cùng có dáng vỏ tourneal. Khi đặt cạnh nhau, sẽ thấy cả hai mẫu đồng hồ sở hữu kiểu dáng có phần na ná, giống nhau nhưng vẫn đầy điểm khác biệt. Dĩ nhiên rồi, ngành công nghiệp đồng hồ cao cấp sẽ thật là khắt khe nếu xuất hiện hai chiếc đồng hồ quá là giống nhau. Cả RM023 và Custos Challenge Twin Time đều sở hữu bộ vỏ dáng tourneal và có bề mặt trải xước, mặt kính sapphire dạng vòm vừa vặn với vỏ khung và núm điều chỉnh kích cỡ lớn thể thao. Nếu Richard Mille RM023 có kích thước là 45mm x 37,8mm, kháng nước 50m, thì chiếc Custos có ở kích cỡ là 53mm x 41mm và kháng nước 100m. Sự chênh lệch về kích thước này thể hiện rõ nhất là khi đặt hai chiếc đồng hồ cạnh nhau. Dáng vỏ tourneal có nguồn gốc từ những năm 1900, dành cho những ai đang cần tìm điểm mới mẻ trong thời đại của những mẫu đồng hồ vỏ tròn truyền thống. Dáng vỏ này được sử dụng trong quá khứ sẽ mang nhiều vẻ cổ điển như là đồng hồ Frank Mueller và Chedon Constantin. Thế còn dáng vỏ tourneal do Richard Mille hay là Custos sản xuất lại nhìn hiện đại hơn nhờ có vành bezel dày và đậm nét. Về chi tiết, cùng là dáng tourneal nhưng bộ vỏ của chiếc Custos lại thuôn dài hơn so với chiếc RM. Do đó, cảm giác khi đeo trên tay của hai chiếc lại không hề giống nhau. Nếu như chiếc Custos do có kích thước lớn hơn nên là với cổ tay ai mà quá nhỏ thì sẽ gần như là nứt trọn cổ tay vậy. Còn với RM lên tay lại khá vừa vặn. Cảm giác đeo chiếc RM023 trên tay cũng thích hơn hẳn so với chiếc Custos Challenge Twin Time, còn do dây đeo của hai mẫu đồng hồ đem lại. Với một thiết kế đồng hồ thể thao, sự lựa chọn dây đeo cao su hoặc là dây đeo kim loại lại được lòng tôi hơn là như dây da mà Custos lựa chọn. Và cũng bởi là loại cao su mà Richard Mille sử dụng trên chiếc RM023 được cho cũng là sáng tạo từ công trình nghiên cứu vật liệu mới của hãng. Chống nước, chống ăn mòn, nước muối, không tấm nước, không mùi và an toàn tuyệt đối cho da là những gì mà Richard Mille cam kết đem tới người tiêu dùng. Một điểm giống nhau số 2 đó là cùng có mặt số thiết kế dạng skeleton.
Không khó để nhận ra, cả hai mẫu đồng hồ Richard Mille RM023 và Custos Challenge Time đều sở hữu mặt số dạng skeleton. Mặt số đã được lược bỏ đi vài thành phần để tiết lộ chi tiết bên dưới, ví dụ là bộ máy đồng hồ, những bánh răng đang chuyển động, trong khi chiếc Custos để những chi tiết tạo thành hình dạng như mặt con robot, thì với chiếc RM, mặt số lại hiện không theo một khuôn phép nào. Phong cách thiết kế bất đối xứng này sẽ được đánh giá là cá tính nếu hợp gu ai đó, còn không sẽ có thể bị coi là khá rối rắm và khó nhìn nếu như chỉ nhìn lướt qua. Những chiếc đồng hồ được thiết kế dạng skeleton chắc hẳn sẽ có mức giá nhỉnh hơn với đồng hồ thông thường. Dĩ nhiên, bởi công chế tác tốn hơn, hiện có hai cách thức để các nhà sản xuất tạo ra mặt số skeleton. Cách đơn giản hơn là nhà sản xuất cắt từng khoảng mặt số ban đầu, những khoảng họ coi là không cần thiết và tạo thành phần lộ cơ. Còn phức tạp hơn là khung mặt số hay các chi tiết skeleton hóa ngay từ trong bản thiết kế. Cách này sẽ tốn thời gian và kỳ công hơn. Và với mức giá hiện tại, để trải nghiệm một chiếc đồng hồ vàng khối có mặt số skeleton như trên chiếc Custos Challenge Time cũng rất đáng để thử. Đâu là điểm giống nhau tiếp theo? Đó là chúng có cùng thiết kế lộ máy, lộ đáy. Điều này rất dễ nhận ra khi xoay hai chiếc đồng hồ tâm điểm lại. Mặt kính sapphire trong suốt tại đáy của Richard Mille và Custos tiết lộ phần nào trong bộ máy tự động đang cung cấp năng lượng cho cả chiếc đồng hồ. Và tuyệt nhiên ở phần này thì chúng ta buộc phải khẳng định là thương hiệu RM top đầu đã chăm chút cho đứa con cưng 023 của mình tới mức nào, điều mà Custos hiện vẫn chưa thể theo kịp, ít nhất là trong chiếc Challenge Time này. Bộ máy đồng hồ hiện phía sau chiếc RM023 hiện lên chỉn chu với tông màu đen và ghi tối. Roto chỉ xoay được một chiều, phủ xám đồng nhất với những đinh ốc hình bánh xe đặc trưng của nhà Richard Mille. Những mảnh cầu nối bên dưới được phủ PVD đen rất cẩn thận, truyền thống, không khó nhận ra trên bất cứ thiết kế nào do Richard Mille sản xuất. Về mặt thẩm mỹ như trên vỏ khung hay cách bày trí của cả hai chiếc đồng hồ thì có lẽ là mỗi người sẽ có quan điểm nhận định riêng. Có người thì có thể là thích dáng vỏ các cạnh cân đối trên chiếc RM023, nhưng cũng sẽ có những người nghiêng về dáng vỏ thuôn dài của chiếc Custos Challenge Time. Và đó là những điều mà chúng tôi tổng hợp được khi mà đặt lên bàn cân hai mẫu đồng hồ RM023 và Custos Challenge Time ngày hôm nay. Không biết là với các khán giả của Gia Bảo Luxury thì có bổ sung thêm ý kiến nào không? Hãy để lại cảm nhận của mình ở phần bình luận bên dưới. Đừng quên theo dõi những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.